Quý vị và các bạn thân mến, khác với sự tàn khốc trong tháng 6, giá vàng thế giới đã khởi sắc trong những ngày cuối tháng 7 và tạo nên các nhịp điều chỉnh thu hút nhà đầu tư. Tuy nhiên, với mức đỉnh kỷ lục của thị trường chứng khoán Mỹ và châu Âu, dòng tiền không ưu tiên chảy tới tài sản an toàn. Xin được mến chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật phiên sáng ngày hôm nay, ngày 1 tháng 8 năm 2021, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, chúng tôi xin được gửi tới quý vị và các bạn một số thông tin về thị trường giá vàng trong nước cũng như trên thế giới. Phần tiếp theo sẽ là bảng giá vàng trong nước được cập nhật mới nhất trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Sau đây là nội dung chi tiết. Quý vị và các bạn thân mến, ở thời điểm này, đối với thị trường trong nước, mọi ngành nghề không chỉ kinh doanh vàng bị ảnh hưởng sâu sắc bởi đợt dịch Covid-19 lần thứ tư. Với việc áp dụng nghiêm chỉ thị 16 tại Hồ Chí Minh cũng như là Hà Nội, trung tâm chính trị kinh tế của cả nước, hoạt động kinh doanh vàng đã khá trầm lắng trong tháng 7 này. Cụ thể như sau, trong tháng 6 vừa qua, giá vàng trong nước giảm cầm chừng so với thị trường thế giới. Sang tháng 7, giá vàng cũng tăng khá bình tĩnh khi cả nước chung tay đẩy lùi Covid-19. Tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, các doanh nghiệp vàng lớn hàng đầu như là Doji, Bảo Tín Minh Châu, Mi Hồng đã ngừng giao dịch trực tiếp. Tại tất cả các cơ sở tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, các đơn vị kinh doanh kim hoàn tại khu vực có dịch áp dụng giao dịch trực tuyến cho nhà đầu tư giao vàng khi hết giãn cách xã hội. Xét với thương hiệu vàng SJC, giá vàng mở cửa phiên ngày 1 tháng 7 tại mức 56,25 cho đến 56,87 triệu đồng trên lượng theo hai hướng mua vào và bán ra. Và tới chốt phiên ngày 31 tháng 7, giá vàng ở mức 56,70 cho đến 57,42 triệu đồng trên lượng theo hai hướng mua vào và bán ra. Như vậy, trong tháng này, vàng SJC tăng 450.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào và tăng thêm 550.000 đồng trên lượng tại chiều bán ra. Thị trường vàng trong tháng 7 không phản ứng nhiều với đợt điều chỉnh của thị trường chứng khoán Việt Nam. Tuy nhiên, với nhu cầu tích trữ giá trị và đa dạng hóa danh mục đầu tư, vàng chắc chắn vẫn là sự lựa chọn của nhiều nhà đầu tư. Còn với thị trường vàng thế giới thì sao? Hiện tại có rất nhiều yếu tố hỗ trợ mà giá vàng trên thị trường vàng thế giới vẫn chưa thể bứt phá mạnh. Cụ thể, giá vàng trong tháng 7 diễn biến có phần hơi đáng thất vọng với nhà đầu tư khi mà đồng USD và lợi suất giảm giá khá sâu mà vàng lại tăng rất khiêm tốn. Vào hồi tháng 6, đồng USD được hưởng lợi từ kỳ vọng rằng Fed sẽ sớm thu hẹp chương trình mua tài sản vì các số liệu kinh tế khả quan. Trong cuối tháng 6, chỉ số đô la index có lúc chạm tới 93,3 điểm. Trong cả tháng, chỉ số tăng tới 2,8%. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi trong tháng 7, đồng đô la giảm 0,5% trong tháng này và tuần cuối cùng của tháng, chỉ số sụt tới 1,1%. Xác nhận tuần tồi tệ nhất từ tháng 5, nguyên nhân chính khiến cho đồng USD bị bán mạnh là sau cuộc họp chính sách tháng 7. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ giữ nguyên mức lãi suất thấp kỷ lục ở 0-0,25% và chưa thu hẹp gói mua tài sản 120 tỷ USD mỗi tháng. Điều này ảnh hưởng sâu sắc nhất tới USD là quan điểm của Fed, cho rằng nền kinh tế Mỹ đã không đạt được những tiến bộ đáng kể nào hơn để đảm bảo chương trình mua trái phiếu của họ chậm lại. Thêm vào đó, số liệu quý 2 cũng không ủng hộ đồng bạc xanh. Tuy tăng trưởng kinh tế Mỹ quý 2 so với quý 1 đạt 6,5% nhưng vẫn không đạt kỳ vọng của các nhà phân tích là 8,4%. Bên cạnh đó, trong tháng 7, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tiếp tục giảm, ủng hộ xu hướng đi lên của vàng, thậm chí lợi suất từng về thấp nhất ngày 9 tháng 2 năm 2021 tại 1,149%. Trong đầu năm nay, lợi suất tăng cao đã khiến giá vàng giảm mạnh trong quý 1. Thế nhưng, dù lợi suất giảm mà giá vàng hiện tại vẫn chưa có nhiều động tĩnh. Như vậy, rõ ràng là vàng không còn là tài sản quá hấp dẫn trong mắt nhà đầu tư, đặc biệt là khi thị trường chứng khoán Mỹ, châu Âu liên tục lập đỉnh mới, khi các quốc gia châu Âu và Mỹ được tiêm vaccine một cách rộng rãi, các ngân hàng trung ương tiếp tục áp dụng chính sách nới lỏng tiền tệ thì kỳ vọng tăng trưởng sẽ ở mức cao và hỗ trợ đà tăng của cổ phiếu. Vàng không thu hút dòng tiền thể hiện rõ ở các quỹ tín thác liên tục bán ra. Từ chốt ngày 30 tháng 6, lượng vàng của quỹ là 1.045,78 tấn. Tới chốt phiên ngày 30 tháng 7, lượng vàng của quỹ giảm xuống còn 1.031,46 tấn. Như vậy, quỹ đã bán ròng 14,32 tấn, và trong khi đó trong tháng trước, quỹ chỉ mua vào 2,57 tấn vàng. Trước một loạt các yếu tố trái chiều, giá vàng trong tháng 7 không tạo nhiều điểm nhấn. Tính từ mức giá mở cửa phiên ngày 1 tháng 7, giá vàng tại mức 1.768,26 USD. Hiện tại tới ngày hôm nay, ngày 1 tháng 8 đã tăng lên 1.814,07 USD trên một ounce. Như vậy tăng gần 46 USD mỗi ao, tương đương mức tăng là 2,5%. Thị trường đã phục hồi sau cú sụt 7,8% của tháng 6.
Phần cuối cùng của bản tin này cũng như là để quý vị biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước, chúng tôi xin được gửi tới quý vị và các bạn bảng giá vàng chi tiết được cập nhật mới nhất ở thời điểm hiện tại trong phiên giao dịch cuối tuần này. Sau đây, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại các tổ chức lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 5.655.000, bán ra 5.725.000. SJC Hà Nội mua vào 5.655.000, bán ra 5.727.000. Doji Hồ Chí Minh mua vào 5.650.000, bán ra 5.790.000. Doji Hà Nội mua vào 5.648.000, bán ra 5.793.000. PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội mua vào 5.655.000, bán ra 5.725.000. Phú Quý SJC mua vào 5.660.000, bán ra 5.740.000. Tiếp theo là giá vàng ở một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 5.660.000, bán ra 5.720.000. Ngân hàng ACB mua vào 5.660.000, bán ra 5.710.000. Một số giá vàng còn lại tại các ngân hàng, quý vị và các bạn vui lòng tham khảo thêm ở bảng giá. Tiếp theo là giá vàng SJC ở một số tỉnh thành phố. Đầu tiên là SJC Đà Nẵng mua vào 5.655.000, bán ra 5.727.000. SJC Nha Trang mua vào 5.655.000, bán ra 5.727.000. SJC Cà Mau mua vào 5.655.000, bán ra 5.727.000. SJC Bình Phước mua vào 5.653.000, bán ra 5.727.000. SJC Huế mua vào 5.652.000, bán ra 5.728.000. SJC Biên Hòa mua vào 5.655.000, bán ra 5.725.000. SJC Miền Tây mua vào 5.655.000, bán ra 5.725.000. SJC Quảng Ngãi mua vào 5.655.000, bán ra 5.725.000. SJC Long Xuyên mua vào 5.657.000, bán ra 5.730.000. Tiếp theo là vàng bố số 9 và vàng nữ trang SJC, nhận bố số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ, mua vào 5.100.000, bán ra 5.170.000. Vàng bố số 9 mua vào 5.070.000, bán ra 5.140.000. Vàng 24K mua vào là 4.989.1000, bán ra 5.089.1000. Vàng 18K mua vào là 3.670.4000, bán ra 3.870.4000. Vàng 14K mua vào là 2.811.9000, bán ra 3.011.9000. Vàng 10K mua vào là 1.958.6000, bán ra 2.158.6000. Tiếp theo là giá vàng ở một số thương hiệu vàng khác. PNG nhẫn 24K mua vào 5.110.000, bán ra 5.170.000. Nhẫn SJC 24K mua vào 5.100.000, bán ra 5.170.000. Nhẫn Phú Quý 24K mua vào 5.100.000, bán ra 5.200.000. PNG nữ trang 24K mua vào 5.060.000, bán ra 5.140.000. PNG nữ trang 18K mua vào 3.730.000, bán ra 3.870.000. Quý vị và các bạn thân mến, những nội dung trên đã khép lại bản tin giá vàng phiên sáng ngày hôm nay của chúng tôi. Quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh cũng như tích vào quả chuông ngay bên cạnh để không bỏ lỡ những bản tin mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.